Tri thức tốt xin chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích đến từ kênh tin tức tri thức tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Tổng quan tử vi nam mạng tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời của người tuổi Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn, vất vả. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, tuổi Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý, kính nể. Họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan thử thách. Tính cách người tuổi dần Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi dần bị thu hút bởi những thứ quyền lực, địa vị. Họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tâm. Người tuổi dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì tuổi dân lại giải quyết rất nhanh chóng, lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy, tuổi dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Tuổi dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực, khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Tuổi dần là những con người thời hiện đại nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm thì tuổi dần sẽ căm ghét, ôm lòng hận thù người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng, phân đấu chăm chỉ làm việc. Bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Tuổi dần có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm, họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai, Giữa đám đông, tuổi hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuổi dần yêu thích không gian trong lành, yên bình, rộng mở của thiên nhiên. Thời còn trẻ, những người này thường có những chuyến du lịch xa để khám phá, trải nghiệm điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ lạc quan, yêu đời như những đứa trẻ, lúc nào cũng cười nói hồn nhiên. Không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Những người này khá hào phóng, đôi khi chi tiêu một cách hoang phí, không có kế hoạch. Bởi vậy, tuổi dân nhiều lần gặp phải túng thiếu, phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Họ thích được thể hiện tài năng của bản thân mình, muốn nhận được sự tán dương, khen ngợi của mọi người. Ngay từ khi sinh ra, những người này đã bị ảnh hưởng bởi quyền lực. Vì vậy, họ luôn cố gắng vươn lên đạt được vị trí đứng đầu trong cuộc chơi tuổi dân sẽ không chịu thua kém ai khuất phục bất kỳ ai bình thường những người này khá hài hước và hiền lành nhưng một khi cơn nóng giận nổi lên tuổi dân sẽ khó có thể kiềm chế bản thân mình được không ít lần cơn nóng giận ấy khiến họ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng nhưng suy cho cùng đó đã là bản chất tuổi dân khó có thể khắc phục được tuổi dân khi hứa điều gì nhất định họ sẽ thực hiện dù có gặp phải nhiều khó khăn rắc rối cũng sẽ không bỏ cuộc họ đặt danh dự uy tín của mình lên hàng đầu bởi vậy tuổi dần luôn được mọi người xung quanh tin tưởng yêu quý trong cuộc sống họ là những người biết lắng nghe chia sẻ và luôn cần những lời khuyên từ mọi người phụ nữ tuổi dần có cá tính khá mạnh mẽ và cuốn hút khi xuất hiện trước đám đông cô ấy luôn là người nổi bật nhất thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh không những xinh đẹp phụ nữ tuổi dần còn thông minh tài giỏi họ sẽ không an phận là một nữ nhi tầm thường Ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, địa vị cho mình. Họ thích cuộc sống độc thân, tự do thoải mái, không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì. Đó cũng là lý do tại sao phụ nữ tuổi dần có xu hướng kết hôn khá muộn. Ngoài thời gian làm việc, cô ấy đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để mua sắm, chăm sóc sắc đẹp. Họ có tâm hồn yêu thiên nhiên, động vật và những đứa trẻ. Đàn ông tuổi dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực. Vì thế họ sớm trưởng thành, có ý chí và quyết tâm tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc ai, ỷ lại vào ai. Trong công việc, họ hành động quyết đoán và chắc chắn, ít khi mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của đàn ông tuổi dần là đa nghi, không tin tưởng người khác. Những người tuổi dần khi còn trẻ đã ham học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng lứa, càng trưởng thành, họ càng có đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tâm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì tuổi dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Về phương diện tình duyên hôn nhân, nam mạng tuổi giáp dần là những người có cung tình duyên may mắn, thuận lợi. Dù được nhiều người theo đuổi, để ý, nhưng họ ít khi rung động trước bất kỳ người nào. Đối với giáp dần, tình yêu đích thực phải dựa trên sự gắn bó, tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Kết hôn với tuổi canh thân quý hợi, tân hợi, nhâm tý, mậu ngọ, giáp dần, thuận vợ thuận chồng, cuộc sống giàu sang, sung sướng, không lo thiếu thốn. Kết hôn với tuổi canh tuất, bính tuất, giáp tý, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung, son sắt. Cuộc sống không mấy dư giả, nhưng đời sống tình cảm phong phú, lãng mạn, có nhiều niềm vui. Kết hôn với tuổi kỷ mùi, quý sửu, mối quan hệ này đôi lúc sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Tuy nhiên chỉ cần cả hai đều nhường nhịn, đặt mình vào vị trí của nhau để lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn thì sẽ nhanh chóng vượt qua được khó khăn. Trong cuộc đời, nam mạng tuổi giáp dần ở độ tuổi 20, 24, 26, 32, 38, 44 tuổi kém may mắn, không nên tiến hành những chuyện quan trọng như ăn hỏi, cưới xin, lựa chọn thời gian, độ tuổi thích hợp sẽ giúp cuộc sống hôn nhân sau này của bạn thuận lợi, suôn sẻ hơn tuổi giáp dần sinh tháng 2, 3, 4, 8, 9, 12 âm lịch, có số đào hoa, được nhiều người theo đuổi, yêu thầm. Tuy nhiên, họ là những người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một khi đã yêu ai sẽ hết lòng thủy chung. Về gia đạo và sự nghiệp, tuổi giáp dần dễ nổi nóng và khó kiềm chế được cảm xúc, suy nghĩ hành động của mình. Bởi vậy trong gia đình, đôi lúc diễn ra mâu thuẫn với anh chị em, họ hàng. Tuy nhiên, Họ là những người thẳng thắn, bộc trực, có sao nói vậy, không biết nịnh bợ lấy lòng mọi người. Từ khi còn nhỏ, nam mạng tuổi sắp dần đã ham học hỏi, thông minh sắc sảo. Cuộc sống khốn khó nên họ sớm ý thức được tầm quan trọng của tiền bạc, vật chất. Càng trưởng thành, ý chí quyết tâm xây dựng sự nghiệp càng lớn. Tuổi hợp làm ăn Tuổi giáp dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi mậu ngọ, quý hợi, giáp dần, canh thân để công việc làm ăn tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Những tuổi đại kỵ Chọn tuổi phù hợp trong làm ăn hay kết duyên giúp chúng ta tăng thêm may mắn cho bản thân mình. Nam mạng tuổi giáp dần không nên kết hợp với tuổi tân dậu, kỷ dậu, kỷ tỵ, ất mão, đinh tỵ, bởi đó là những tuổi đại kỵ, không phù hợp kết duyên hay hợp tác làm ăn. Năm khó khăn nhất Trong cuộc đời, ở độ tuổi 25, 28, 34, 38, 42 tuổi. Nam mạng giáp dần cần đề phòng đau ốm, bệnh tật, đường tai vận không mấy thuận lợi, không nên làm ăn đầu tư lớn ở giai đoạn này. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi giáp dần là những người cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì trong cuộc sống, không có bất kỳ khó khăn nào khuất phục được họ. Tuy nhiên, để công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn, những người tuổi này nên xuất hành vào giờ lẻ, tháng lẻ diễn tiến tử vi theo từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Tuổi 20 bắt đầu tự thân lập nghiệp, ban đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng càng về sau công việc càng thuận lợi, phát triển. Cùng tình duyên may mắn, gặp được người tâm đầu ý hợp. Năm 21 tuổi tài lộc có phần giảm sút, cần chú trọng tập trung vào công việc nhiều hơn. Đầu năm 22, 23 tuổi có nhiều niềm vui, nhưng cuối năm đề phòng kẻ xấu hãm hại năm 24, 25 tuổi duy trì công việc ở mức ổn định. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, ở độ tuổi 26, công việc làm ăn thuận lợi, xuân sẻ, được mọi người yêu quý, tin tưởng. Từ 27 đến 30 tuổi, cần phải có những bước đi cẩn thận, chắc chắn hơn trong sự nghiệp. Những năm này tài lộc ở mức trung bình, không tốt cũng không xấu, nhưng nên tránh làm ăn hấp tấp, vội vàng, nếu không sẽ vấp phải thất bại từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Độ tuổi 31 có nhiều may mắn, thuận lợi, nếu đầu tư kinh doanh nhất định sẽ đạt được thành công lớn. 32, 33 tuổi hạn chế đi xa, đề phòng mất tài sản. 34, 35 tuổi công việc thuận lợi, tình duyên may mắn, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Năm 36, 37 tuổi, nam mạng giáp dần công thành danh toại, vạn sự như ý, làm việc gì cũng đạt kết quả cao. Nhưng bước sang năm 38, 39, 40 tuổi, cần đề phòng những vấn đề về sức khỏe. Bệnh tình không nguy hiểm, nhưng cũng không nên chủ quan. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, từ 41 đến 43 tuổi, đường tài vận có phần kém may mắn, làm ăn công việc duy trì ở mức ổn định. Năm 44, 45 tuổi, làm gì cũng phải cẩn thận, suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng, không nên nóng vội. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc. Từ năm 46 đến 50 tuổi, 46 đến 49 tuổi tài lộc bình thường, công việc làm ăn không có gì gặp khó khăn nhưng cũng không phát triển được như trước kia. Những năm này không nên đầu tư làm ăn lớn vào những lĩnh vực không am hiểu. Đến năm 50 tuổi, sự nghiệp dần dần lấy lại phong độ. Từ năm 51 đến 60 tuổi, sự nghiệp vững chắc, ổn định, những khó khăn gian khổ đã qua đi đây là lúc hưởng thành quả lao động vất vả của mình. Theo tử vi chọn đời tình duyên thuận lợi, gia đình hòa thuận, yên ấm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía bên dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh tin tức tri thức tốt xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo